tay với nước rửa tay. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Thôi chợ. Còn em đá không được, em sẽ giữ khung thành cho nên em sẽ đòi là đội thanh khùng. Ê, nói em, sao chữ em. Không có. Sao chữ em, sao đang thanh đó. Thanh khùng là khung thành đó. Bảo vệ khung thành. Nhắc lại với các cầu thủ, ở trong sân này trọng tài là cha là mẹ. Ai cãi trọng mẹ. Tài, tôi có quyền thẻ đỏ. Mẹ. Mẹ. Mẹ bao la như biển Thái Bình à. Dạ, dạ. Ai gọi tôi là mẹ, thẻ đỏ. Mama, mama. Tay. Gì vậy? Ủa đưa bắt bao cho người ta chi vậy? Sao anh đá trọng tài? Ủa sao chị đưa bắt bao cho người ta chi vậy? Này bắt bo. Các bạn đã có thỏa thuận đặt tên gì chưa ạ? Cần một cái tên cho mỗi đội đi ạ. Giờ đặt một cái tên gì để mà nói lên cái tính chất là đội mình là gặp khung thành là đá vô đó. Đá vô luôn hả? Nhưng mà đặt tên đội thắng mình đặt nó ấy ngạo mạn quá. Mém thắng. Thì đặt đội thua đi. Mãi vô. Thắng. Mãi vô. Mãi thắng. Mãi vô. Mãi vô. Mãi vô. Mãi vô. Đâu giống mãi vô mãi vô vậy? Giống mãi vô mãi vô giống ba. Giống nhà đã chấp vậy. Này hội chợ. Đội là hội chợ. Đội hội chợ. Còn em đá không được, em sẽ giữ khung thành cho nên em sẽ đòi là đội thanh khùng. Ê. Nói em sao chữ em. Không có. Sao chữ em sao đang thanh đó. Thanh khùng là khung thành đó. Bảo vệ khung thành. Đội trưởng. Em đồng ý về cái tên đá thủ ạ. Đá thủ. Em hậu vệ đây là chuyên thủ. Đá thủ. Chuyên thủ gặp mãi vô cũng lủng lẳng. Đá thủ với đá công quá vậy, đá thủ. Ê, ê. Ê, đổi tên được không? Hả? Mãi vô mà đá hồi mổ dai đó. Dễ sợ vậy. Tôi sợ lắm, bên này thì mổ rồi nè. Cuối cùng tên gì? Đá thủ. Đá thủ. Đá thủ. Đá thì thủ. Mãi vô. Đội bên đây là đội mãi vô đúng không ạ? Mãi vô. Bây giờ mình sẽ cùng nhau uống ít nhất là một hớp nước này. Ủa, ha. Sau đó là mình chuyển đổi để mình có siêu năng lực nha. Uống vàng chưa xong chị ơi. Từ từ cho em cái đi chị ơi, chị bao nhiêu là người đó chị ghét em hay sao á? Thiếu năng lực. Năng lực bóng bằng tay. Bóng bằng ta là sao? Chơi bóng bằng tay à. Chơi đi, chơi chơi đi, chơi đi, chơi sao? Chơi đi. Chơi bóng đâu? Chơi bóng. Còn cho banh như... Ủa sao nãy đá cho banh nó nhẹ lắm mà ta? Banh này nhẹ quá. Nhẹ quá. Xin hỏi trọng tài, thuộc giải nào ạ? V-League hay là... Giải tán. Đá không được mời giải tán. Hay hả? Phải hay hỏi quá, vô hỏi đá thôi. Mà một trận mấy thẻ vàng? Hả? Một trận hả? Có nhiều chơi nhiều. Kệ quá, lực là trong miệng trọng tài. Sân ở đâu không biết, nhưng mà ở đây là lực là tôi trao. Sân mình có va trọng tài. Va là cái gì? Va chạm đó. Va chạm đúng không? Thì cái đó là không tránh khỏi. Va. VAI. Công nghệ va đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái rõ ràng, cái đó chúng tôi không có. Trời ơi, bể bóng rồi. Bể bóng. Đây, đây. Công nghệ chữa trời bóng. Ơi. Ủa sao có cái nhân vật này trong đây nữa? Sao vậy? Biết đá banh không? Sao không biết? Bây giờ chơi lại người ta không? Quá. Ngày hôm nay cầu thủ đội tuyển quốc gia vô là đá dò ảnh đó. Em sợ thôi. À bây giờ thì trọng tài ra hiệu để cho trận đấu bắt đầu. Bắt đầu là thường mình làm cái gì? Trọng tài ơi, mình chào. Chào. Thu. À, bắt tay kèo. Nhau, bắt tay nhau rồi chào phải giả. Bắt tay nhau. Bắt tay đi. Bắt tay trọng tài mà. Bắt tay trọng tài. Thôi trọng tài đi uống nước năng lực đi thiếu quá. Thôi trọng tài đi uống nước năng lực đi thiếu quá. Trọng tài thiếu năng lực. Thôi phải bắt đi. Ủa, khi dễ hồi chứ mà. Được không? Muốn bắt không? Được dạ. Mặt quan nghỉ lên. Dùng lớp. Lớp. Ai vậy? Ai vậy? Trọng tài. Cảm ơn anh nhiều. Quét. 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 Khó nào? Hả? Khó nào? Sao chưa chơi đó? Hả? Sao vậy? Sao? Bắt chân. Cái càng không thổi mà quét. Quét từ từ. Thổi nhỉ quét. Ai? Khó nào? Thẻ vàng này vàng mặt nha. Ủa mấy thẻ là bị lỗi? Hai. Tám thẻ đứa thẻ. Ok. Lại còn 7 thẻ nữa. Trời ơi như thẻ xe vậy. Giống như bà Juno á, thẻ dữ vậy. Đúng không rồi. Ok, có tung đồng xu gì không? Có chưa? Có xu chưa? Xu. Để ta chung giải bộ. Cho mình chụp, cho mình chụp nha. Hình hay lúa? Lúa 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 lúa. Ôi quê. Ta cài chụp nha. Băng 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 băng. Đây nè nè nè. Cái gì vậy? Tôi tung cái cục quá. Cái gì mười mấy xu? Đoán đồng xu ở đâu? Đâu đâu. Bây giờ đoán đúng thì cho bắt. Đâu coi thử nè. Cái này phân chim bao. Đó xu thử này xu cà na nè. Ờ nó rớt đi nè. Đó chưa? À hôm nay trồng lúa phải không? Đây. Đúng rồi lúa. Hình nha. Hãy lại đi. Hình. Của mình. Bình thắng rồi. Ok hả? Ok hình. Hình cây lúa mà. Ủa. Vậy bên đây rồi. Ừ, rồi. Bên đây rồi, sao cây lúa. Trọng tài biết gì chứ. Chứ biết đâu đứng đây. Và trước khi trận đấu bắt đầu, xin nhắc lại với các cầu thủ, ở trong sân này trọng tài là cha là mẹ. Ai cãi trọng tài, tôi có quyền thẻ đỏ. Mẹ. Mẹ. Mẹ bao la như biển Thái Bình à. Dạ. Ai gọi tôi là mẹ?
thẻ đỏ. Trời. Mama, mama. Sẵn sàng chưa? Vô. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Ai giao banh trước? Ai giao banh trước? Ai giao banh trước mà bên kia chọn xanh rồi mà, bên kia chọn xanh rồi. Biết hỏi tôi. Bên thành bông lúa. Bên kia chọn xanh. Bên kia chọn xanh rồi. Bên này trước luôn. Bông lúa. Nhiều quá. Okay. Bên giao lúa giao. Ủa chứ. Coi. Ủa. Hiếu ơi. Chơi rồi đó hả? Để Diễm, Diễm. Chị Diễm, chị Diễm, Diễm. Bạn ơi, ơi. Bạn ơi. Trời ơi, chị Diễm ra đây. Đây. Trời ơi, Diễm. Hãy nhớ chúng ta có những điều quan trọng nha. Wow. Cái bánh nó nhẹ vậy. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi. Đi theo, đi theo. Gì quay? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Dùng xương lực đi. Anh Long không biết đá đâu. Đừng có đá cho tôi. Lâm ơi, Hải ơi, Hải ơi. Đừng đá tôi, Hải ơi. Đừng đá tôi. Trời ơi. Rê, rê, rê. Rê, rê, rê. Trời ơi. Có luôn. Ôi. 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 Đúng rồi, tiền đạo. Có được bắt tay đâu. Có vậy. Đá vậy sao? Sao dùng năng lực? Ê Tân. Rồi hay chưa? Hay quá Linh, hả giỏi. Ôi, quá Linh ơi. Kỳ lắm. Vô. Vô. Ôm lại, ôm lại. Linh ơi. Góc, 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 góc. Hay quá. Bên mình đây luôn, đây luôn, vậy? Tân ơi. Cái cầu thủ nên nhớ mình đá banh chứ phải đá cầu. Em luôn Tân ơi. Trọng tài chạy giữa kìa. Trọng tài. Hay quá Linh ơi. Trời ơi, đưa cho anh Linh ơi. Trời ơi, đưa cho anh Linh ơi. Trời ơi. Xíu mày. Ủa, không có lỗi đâu. Không có dâu này. Kể trọng tài. Nè Linh ơi, của em nè, Linh ơi, của em nè, Linh ơi. Có gì đâu rồi. Ok đâu. Linh ơi, của em nè. Có gì đâu rồi. Có bánh ngồi. Có gì đâu rồi. Linh ơi, của em nè, Linh ơi. Em đè người cho, Đó. Mẹ ơi, đâu rồi. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Trời ơi. Ôi. Tì đi, lên ơi, lên ơi, tì đi ơi. Yeah. Đúng rồi, em chỉ đá vô mày không đá nha. Hay quá. Trọng tài ơi, qua đây ba đi. Thằng Rick nó bóp, bóp, bóp lên rồi. Sao đưa em vậy? Đá đi. Anh Giang. Ủa? Ủa, đá gì ta? Trời ơi. Dùng siêu năng lực đi. Ây, ây. Anh rít, anh rít, anh rít, anh rít. Tôi kẹp ba nè. Rồi, góc rồi, góc rồi. Vẫn còn, vẫn còn. Lâm. Rồi, phản công luôn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Siêu năng lực, siêu lực cho bóng bàn tay. Siêu năng lực, siêu năng lực. Siêu năng lực, siêu năng lực. Quay, quay, quay. Chạy đi. Chạy đi. Trời ơi, chụp giật hết. Đố bắt được em. Chụp dừng lại, dừng lại. Không, không được, đang sợ mà. Dừng lại rồi. Dừng lại rồi. Tuấn vừa mới hơi siêu lực, tất cả nó ngưng động kìa. Đừng có chơi chồng mà, nãy nói trước rồi mà. Một trái à. Hiểu dừng rồi, lại không? Được rồi, siêu dừng lực dùng bóng bàn tay giờ và nhưng là Lâm đã ghi được một bàn thắng rồi. Ủa em phải 6 trái mà. Mặc dù chạy vô tới 10 bàn nhưng mà tính có một bàn thôi. Ủa em phải 6 trái em còn chờ mà. Không được. Một bàn thắng là hết rồi. Một bàn thắng hết rồi anh. Lâm ơi, đúng rồi. Anh ơi, mình bóng đá chứ phải bóng rổ anh. Đã đi anh em ơi. Phối hợp đi. Ok, phối hợp. Kìa, kìa anh Rít kìa. Lâm ơi, đưa anh nè, Lâm ơi. Đó, đó Lâm ơi. Quỳ ơi, đừng để tôi xuống, Quỳ ơi. Đứng lên. Có luôn, có luôn, có luôn. Lâm, lên đây Lâm, bắt anh Giang, bắt anh Giang. Đúng rồi, bắt anh Giang vô. Giang ơi. Ôi ôi, mẹ già dữ. Ê, à. Con. Ôi ôi. Trường quá. Tôi để cho anh ngay đường chạy luôn á. Úi dồi. Trời ơi, Giang ơi. Ủa, trọng tài đá giờ dùng tôi, trọng tài ơi. Làm cái gì? Vô. À. Thông báo. Tân. Cái gì? Trọng tài có thì thông báo tỷ số giùm. Tân ơi. Trọng tài lùm banh nữa. Tân ơi, ủa? Trời ơi. Về anh Rít. Tân chạy lên, chạy lên. Bước lên, bước lên. Ai? Bước lên luôn, bước lên luôn. Ôi, Tân còn siêu năng lực nha. Anh Lâm, anh Lâm. Ai gì ta? Chết rồi, chết rồi. Lâm ơi. Sút. Trời ơi. Hay quá. Tôi thua non quá. Sao đội bên đây yếu dữ vậy? Em làm lực bay. Bay đi anh. Ôi, hay quá. Ghê vậy, đập nhã dữ vậy. Ui ta. Năng lực bay, năng lực bay. Bay. Làm ấm cho anh lên luôn rồi. Rồi quay lên. Hấp quay, hấp đi, hấp.
lên chiếc anh rồi. Ủa? Chiếc nó bay. Chiếc anh nó bay luôn. Chiếc anh nó bay. Chiếc anh nó bay. Sao chẳng lại vậy? Em đang bay. I believe I can fly. I believe. Bay á. Bánh nào chứ anh nào? Chiếc anh đâu? Bánh nào bánh nè. Bánh nè rít. À bánh nè Hiếu ơi. Ôi này hai trái nữa. Ủa kỳ vậy? Hiếu ơi bánh nè. Ủa gì vậy? Tha trời. Cái gì vậy? Ủa? Làm ra rồi làm để làm ghi hình nữa chứ. Thôi. Đúng thôi. Rồi. Siêu năng lực di chuyển cũng thành. Cái gì vậy? Ủa anh đưa bắt bao cho người ta chi vậy? Sao anh đá trọng tài? Ủa sao chị đưa bắt bao cho người ta chi vậy? Này bắt bao à, cầu thủ ấy không phải sử dụng siêu năng lực. Anh Giang okay, rồi đang dịch chuyển lên khung thành rồi đó. Ủa đổi chiến đúng thuật, rồi. Đổi chiến thuật, mẹ già đổi chiến thuật. Kệ người ta chứ. Ừ, giao quay lại cho ta chơi. Còn đổi chiến thuật lại đi à. Chưa hết thời gian mà. Còn đâu rồi? Chưa hết thời gian mà, dừng khung thành di chuyển đi. Không đúng rồi. 5 giây lận. Vô ơi, vô ơi, tiến lên kìa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đừng đưa cho em. Lên ơi. Tiến lên ơi, lên ơi. Đội tuyển ơi, tiến lên ơi. Trời ơi. Ôi ơi. Ok, 2, 3. Ngưng động thời gian. Ngưng động thời gian. Tất cả đứng em, tất cả đều không được nhúng nhích. Nóng quá, ngu quá rồi. Chỉ có 45 giây thôi, lẹ. Bị ngu rồi. Bị sao chúng ta phải cái gian, bị sao kìa. Phi thể thao. Cái gì vậy? Phi thể thao. Tại sao tôi không đánh được? Tôi tôn trọng môn bóng đá này, tôi đổi nó lên đầu. Không có. Hợp lý, chấp nhận. Sao được? Trọng tài là cha đâu mẹ. Ai cãi bước ra. À đâu nói gì đâu. Ủa mấy mấy rồi. Còn ai còn gì không anh? Đều bốn đều. Chị nói là phải là người hâm dọa, người hâm mộ. Hâm dọa. Ôi ơi. Té. Trời ơi, té đẹp quá. Cái này là góc đúng không? Phát banh. Đúng rồi, đá cho Quy đi Tấn. Đá được không? Được. Ôi trời ơi. Chết rồi. Vô luôn. Ê. Chết rồi. Giang ơi. Ô. Trời ơi, tụi em. Anh thử thách tụi em đó, cố lên. Quy ơi. Quy ơi. Ông Quy ông đá cái gì vậy ta? Banh vẫn còn. Hiếu ơi. Mẹ ơi, trời ơi. Trời ơi. Cho anh Giang rồi. Không phải cái gì đó, trọng tài mà. Trọng tài anh Giang. Không phải. Từ từ. Anh nó tự tìm tới mà. Tuấn. Em. Xài không, có xài không? Cái gì mà xài? Ê, đâu anh? Chết rồi, chết em rồi. Quỳ ơi. Quỳ lại anh đi chơi đi. Quỳ chạy. Quỳ thế nào? Tại sao xô bạn? Không có đâu. Mời công nghệ ba. Đúng rồi. Hiểu thủ ngay, Okay. Cái này là thẻ gì anh, mấy anh ơi, quốc gia ơi. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm mà. Bây giờ tất cả sẽ có hình ảnh làm bằng chứng. Mời công nghệ va của 2 ngày 1 đêm. Chậm nha. Công nghệ va đâu? Ví dụ. Chép anh. Đây nè. Nè chép anh nè, công nghệ va đi. Đang va đó. Ừ, đang va nè. Va đi. À. Chưa ra ngoài. Ờ, ra ngoài. Rồi, đó thôi. Ừ. Thẻ đỏ. Chạy vòng chậm luôn. Anh thấy lỗi lầm của mình chưa? Tôi đã thấy lỗi lầm rồi và trời ơi, chấn thương luôn rồi. Trời ơi, anh Lâm giải thích kìa. Có sao không? Tôi xin lỗi bạn. Tôi xin lỗi bạn, tôi sẽ không như vậy nữa. Lỡ đạp đầu của bạn luôn. Penalty. Penalty là gì? Penalty. Là gì? Phạt đền. Phạt đền. Rồi, bạn ơi, bán nhà tôi đền bạn. Rồi, phạt đền. Bán nhà đền chứ đâu phạt đền. Bán nhà đền. Một thẻ vàng. Xin lỗi rồi mà. Phạt đền. Bạn tha lỗi không? Không. Phạt đền. Phạt đền. Trời ơi, tiếc quá. Khó vậy. Sao đền được? Ủa đội mình mà tốt quá. Phạt đền. Trọng tài hư đây là tổng tài lanh. Cái đó là quýnh người rồi. Ủa, đâu có ai chụp gôn đâu. Đá gần quá. Đâu có ai chụp gôn đâu. Cái gì vậy? Trời ơi. Nè, nó có cái chấm trắng nè em. Chấm trắng cái gì? Đây chứ, trời ơi, chừng năm mà. Chừng năm mà. Đừng miếng của em á. Trời ơi, gần quá. Rồi, vậy đi. Rồi. Nhưng mà đâu có thủ môn đâu, hồi nãy mình cũng đâu chơi thủ môn. Phạt đạn phải có thủ môn. Không có thủ môn sao chớp. Sao được. Nhưng mà không được chụp bằng tay thôi, chụp bằng chân. Ừ. Nhưng mà chụp bằng chân, đâu có chụp bằng tay đâu. Bùm. Một thẻ vàng, chừng thẻ vàng nữa vậy nha. Có chưa thẻ vàng nữa đó. À, hết. Chuẩn bị đá. Thôi. Bắt là để làm bắt giờ. Quy giá được không vậy? Được. Kèm lắm. Nãy giờ nó tèm. Hết giờ. Yeah. Hết giờ. Cảm ơn nhiều. Hết giờ. Cảm ơn.
Bắt giờ. 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 Trời, đúng là hết giờ thật rồi ạ. Tiếc quá. Tiếc quá. Tại sao ba má dạy được làm vậy? Ba cứ đi đường xa hoài vậy. Anh à? Giúp đỡ em đi. Anh mệt lắm rồi. Chúng tôi. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Đâu, mới có một mà. Thôi. Trận đấu hiệp 1 kết thúc. Hiệp 1 trận đấu. Trọng tài cũng ba con người mà cũng biết mệt vậy. Thôi cho trọng tài về nướng đi. Nhờ có trọng tài mà trận đấu rối nùi. Trọng tài ơi, hồi nãy bạn nó còn đạp người em nữa nè, con cháu dài nè. Và như vậy, tỷ số của hiệp 1 nghiêng về đội màu xanh. Yeah. Và bây giờ sẽ là hiệp 2. Ủa? Cho nghỉ ngơi đây. Ủa? Chứ. Hả? Thường là mình có cái break time á trọng tài. Đúng rồi. Tại vì chương trình không có tài trợ chen vô giữa. Cho nên mình đá luôn. Đúng rồi, đúng rồi, tuyệt vời. Thường có quảng cáo thì mới có chen vô, còn giờ là mình đá luôn. Trời hay. Có, tụi tôi có quảng cáo. Ủa vậy hả? Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Rồi xin mời trọng tài bắt đầu hiệp 2 đi ạ. Và bây giờ là thời gian của hiệp thi đấu thứ hai. Ê. Bị hổn á, bị hổn á. Trọng tài chưa thổi luôn á. Trời ơi, nãy giao bóng mà. Bị không tôn trọng trọng tài. Hiệp 2 bắt đầu. Trời con nè. Đừng anh. Chết hết rồi. Trời ơi, anh ơi, anh xin banh đi chứ. Hay quá. Ui trời. Hay quá. Giờ biết sao giờ. Lên. Hay quá. Hay quá. Góc em ơi. Góc rồi. Lên. Góc rồi đúng không em? Góc rồi. Trọng tài nói góc rồi. Góc này 90 độ luôn em thấy mà. Thì góc người ta đá đó đúng không? Góc để người ta đá. Góc của ai? Của đội màu cam. Vậy cho anh em ơi. Ôi, ra rồi, tôi bắt luôn rồi. Rồi. Tôi bắt rồi. Linh ơi. Nè, Linh. Ủa, tao bắt rồi. Ôi trời ơi. Thằng ơi, cái mệt quá vậy chị. Để chị, ở đâu vậy? Không. Rồi, ngã luôn. Chúng ta chạy đi. Trọng tài chạy đi. Đừng có đưa cho anh. Mẹ ơi, 1-2. Chạy đi quay. Đây, đưa con, đưa cho chị. Trời ơi, dữ vậy. Ui trời ơi. Trời ơi. Được. Thổi lộn thôi. Trời ơi. Quá dữ. Quay. Phải có bạn mới làm được. Ngưng động thời gian. Tại sao vậy? Tôi nhúc nhích không được. Tại sao vậy? Tại sao tôi nhúc nhích không được? Em bị giam rồi. Tôi nhúc nhích không được. Thả ra. Thả tôi ra. Có thể lực gì? Chậm chậm tay thôi. Mệt quá. Năng lực bay. Chậm bay vô làm gì? Chậm lại. Bay đâu? Ơi, con này còn chơi tôi bay. Cản luôn. Được không? Không được cản, đúng rồi, được cản mà. Hồi nãy anh cản thiếu được cản mà. Được cản. Ủa đẹp cản hả? Ủa. Lấy cái banh ra cho đồng đội đó. Ai vậy? Ai vậy? Sao kìa anh? Ủa? Em bay đi, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi, bay đi trời! Đừng bay! Phan lên! Cái gì? Bay với tụi quân! Nắm đầu em! Em! Không có... Mời công nghệ ba! Công nghệ ba diễn lại! Mời công nghệ ba! Rồi diễn lại đi! Chuyện là như sao? Móc hèn cút nắm đầu đâu lộn cái đầu rồi. Ủa lộn lại cái đầu rồi. Cái nào pha trước cái này là bắn chém. Cái nào pha trước bắn lậu. Lại nắm lộn cái đầu rồi. Nãy pha nãy khác mệt rồi nha. Hai lần rồi. Hai này chắc thẻ vàng không có phần đền đâu. Trời ơi anh đâu. Trời ơi dạ mang
Em từng thuật lại, em từng thuật lại. Và như vậy là bây giờ cầu thủ Ngô Kiến Huy, Lê Thành Dương chơi rất xấu. Ủa? Đã xì mất đau Trần Minh Hiếu. Và cái cú này là chúng ta xứng đáng được một thẻ vàng. Lâu quá nằm quá. Thẻ vàng mình được rồi, mình được rồi, mình bớt dạ là Hiếu ơi. Bé ơi. Trời ơi, sao bé được? Thôi sao bé được, nó không lăn vô. Nó không lăn vô. Anh múc cửa kìa kìa. Nhưng mà nó trả tại chỗ thôi. Anh lăn vô được, nó không lăn vô. Trời nàng vàng quá. Vàng quá. Ủa gì vậy? Ủa ơi, thẻ vàng rồi đó, một thẻ vàng rồi đó. Cản banh hả? Sẵn sàng chưa? Siêu năng lực. Hết giờ đi. Dịch chuyển khung thành. Dịch chuyển khung thành. Mời đội dịch chuyển khung thành. Thôi đấy. Nhưng mà đúng nhưng rồi. Mà cái khung thành của mình dưới kia mà kia kìa thật xuất sắc. Ủa, tôi không thực hiện pha đá phạt này. Ủa câu giờ câu giờ câu giờ đó câu giờ đó bây giờ sao cái này có 45 giây thôi thì đó lẹ lên ai đá tôi đá rồi lẹ câu giờ thẻ đỏ câu giờ là thẻ đỏ nha kìa câu giờ kìa em rồi ông tài ơi thẻ đỏ luôn gì vậy? Cái gì thôi ông tài chơi vậy mới rút ra được đỏ tiếp tôi đỏ tiếp bệnh nền sốc nhiệt rồi sao vậy sốc nhiệt tôi lại lạnh lắm ôm lại thẻ đỏ cho đội cam gì đội câu giờ đúng rồi ủa đi đúng rồi đúng rồi khỏe mà thẻ đỏ ai thẻ đỏ ai đội cam đội ngồi cả đội cả đội luôn đội luôn không đội 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 là dù tôi làm thôi mà câu giờ cái gì sốc nhiệt cái gì ai làm gì anh đâu mà sốc nhiệt trời ơi bây giờ có đá không đá thẻ đỏ liền đó hết giờ vậy anh chạy chậm chậm trước nữa vậy chúng ta mà bây giờ thẻ đỏ là đúng ra là phải ra phải xong luôn ra khỏi sân rồi đó có bốn người ra sau đá mời anh về đội trọng tài với tôi tôi xin lỗi không có xin lỗi ở đây nãy tôi bệnh thiệt mà bệnh cái gì bệnh nền đái tháo đường anh đánh kim nền không có bệnh nền tôi xác nhận thôi và thẻ đỏ này chút tôi chứ. Chúng tôi quyết định trước quyền thi đấu của Lê Dương Bảo Lâm trong vòng 2 phút mà anh ra sân tôi sợ là cho 2 phút tôi cũng đá được cái gì đâu nãy giờ tiếng còn đá không được mà đạt 2 phút trận đấu tiếp tục luôn 10 phút nãy giờ đụng được trái banh đâu chơi nãy không có hình gì hết trơn á ôi trời không vui ôi đâu rồi đừng có vô sân thôi ui cái vòng vòng đó hết banh tôi kèm âm rồi thằng Hiếu rồi Hiếu dậy kìa Hiếu rồi đúng chiêu rồi chiêu đất người hâm mộ ấy gì vậy đá đi gì người hâm mộ người hâm mộ nữa nó kẹt kìa trời ơi lên em chăm sóc chai đồ em mà đẩy trời ơi trời thằng che cái đường xuống lẽ ra Tiến Linh á đừng có dùng đó quyền đó quyền đó khó hơn nữa cái này là đội cản tài và như vậy tỷ số 6-5 nghiêng về đội màu xanh trận đấu tiếp tục tôi lên trên nha trong tay cầu hủ cầm mó kìa trong tay bị phạt tiếp với trong tay ủa trong tay vô vô rồi nhưng mà phạt kìa phạt kìa phạt rồi sao vô phạt. Sao vô chạy ủa sao vô chạy cái bóng của em khỏi sân mà cái này sao vô chạy kìa cầu thủ mà tôi có làm quen anh để ý đội này mà bốn người sân lượng bỏ là bạn rồi trời ơi bà thổi cái loa luôn vô rồi vậy bạn tính rồi nó bị bốn người sân lượng công nhận của em không có và sau khi tổ trọng tài chúng tôi hỏi ý thì bàn thắng vừa rồi không được ghi nhận mặc dù tổ trọng tài có mình tôi thôi tổ trọng tài hội ý với anh Giang đá đi đá đi năng lực bay rồi kia 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 hết kia mất ôi trời bay với anh hả bay được nắm được bạn bay không được nếu áo bạn bay đây nè đừng có đưa cho anh quỳ đá gì ta quỳ đá kỳ quá trẻ anh cầu thủ Lê Dương Bảo Lâm được vào sân ăn đi ui ông vào anh Huy bay đi hả anh bay đi bay rồi đã bị quýnh như con á ủa em đã được nào Huy nó quýnh anh như con luôn anh ơi năng lực gì nè nè ơi năng lực gì vậy quá lại nó im tại chỗ quấn lại cái gì vậy ủa trong tay vô được bạn không dùng tay là được trận đấu tiếp tục cái gì ai sử dụng đi 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 bộ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi trời ơi làm vậy Tuấn ơi trời ơi anh đi đâu vậy đá vô cười xỉu nè đá ra ngoài anh Tuấn ơi trời tí nó ra ngoài luôn rồi tức ghê lấy đi nè lấy đi xíu năng lực cùng bông
siêu năng lực. Ủa anh đọc tên. Chậm đọc tên. Ủa anh là tên siêu năng lực rồi mà. Ủa anh đem tay vô anh lấy. Nhưng mà chạy chậm thôi chứ chạy chậm. Bỏ bàn tay chứ không có nắm đầu bạn. Nhưng mà chưa lại giữ lại quay. Sao giữ lại xưng lại. Chưa đến chân nữa mà. Mắc gì vậy? Vẫn dạy chưa dạy. Chưa đến chân nữa mà. Nó có chạm. Được chạy vô chạy vô. Đúng rồi. Hãy vô. Chưa sao. Ôi chạy. Đúng rồi. Cái siêu năng lực này á là đúng ra là phải là tới chân của Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi. Lê Dương Bảo Lâm mới sử dụng được. Để làm lại. Không có ghi nhận. Không ghi nhận luôn á. Ủa vậy? Là tại vì sử dụng năng lực không đúng chỗ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mời hay đỏ hay vậy quá. Thôi không có. Thôi em qua sẵn thắng luôn. Mệt quá. Em quá. Mệt quá. Rồi đã lại 2, 3. Ủa không thấy gì nói mà. Đã thì làm việc để tập dụng 2, 3. Rồi sử dụng siêu năng lực đi. Cái gì vậy? Giật đồ lại. Anh nói nó giật đâu? Chị ơi vậy sao mà nè? Không tài đâu. Ông đã có đủ không? Hay quá đúng rồi, cố lên. Trời Lâm ơi, sao níu kéo anh? Cắn ăn anh em ơi. Chỉ còn một vài phút cuối cùng thôi, cố lên. Cố lên anh Lâm ơi. Thủ. Ôi mẹ ơi, Chuyên. Sợ quá. Trời ơi. Chuyên Linh. Sợ quá. Quay, quay. Siêu năng lực di chuyển không thành. Nhất chế không thành. Dừng lại. Đúng rồi. Tổ trọng tài chúng tôi đã ghi nhận. Không cần va. Quê gì anh quê gì đó. Phải coi va đi, chuyện là như thế này. Ừ. Cái gì? Chuyện là như thế này. Đã liền quý. Chuyện là như thế này. Bắt đầu. Đá đi. Thì phải thể hiện cho khán giả thấy nên là bây giờ anh xuống lại đi. Là thể hiện cái quay lại khúc đó đó. Và bây giờ xin mời công nghệ va từ 2 ngày 1 đêm bắt đầu. Siêu năng lực di chuyển khung thành. Ủa? Đó. Rồi, đó là vậy. Dịch chuyển khung thành hợp lý. Rồi. Banh vô đi à. Vẫn còn thời gian dịch chuyển khung thành. Dịch qua bên kia, tiến lên vô. Tài bên kia. Dịch chuyển. Tiến lên. Tài sát quá tài. Tiến lên. Quốc luôn. Ủa bên kia kìa. Quay lại. Tiến lên này kìa. Đổ không thành rồi. Ủa. Tiến lên rồi. Trời đợi tôi đó trời. Lên. Đúng rồi, tiến lên thôi đừng anh. Kìa. Con già anh ơi. Dịch chuyển đi. Xuống vô luôn. Chạy đi. Sao dịch chuyển. Chào rồi. Chạy đi kìa. Di chuyển cũng thành giống bên kia. Xin năng lực di chuyển cũng thành nhưng mà vừa rồi cầu thủ Tiến Linh vẫn ghi bàn được vào lưới rồi đạn. Không chị, em thấy là kiếp ăn gian rồi. Bà mắc gì chứ anh tới. Đúng rồi. Ai không em sợ cái đó là tâm lý em rồi. Nhưng mà cái ban tới là kiếp mình đón đầu chế ban rồi. Đội em chơi ăn gian. Đá đi. Thủ anh em ơi. Đội em. Và tiền số. Đội. Đá đi. Ở lâu ủng. Sao đá trong tay vậy? Ta chuyển đây nè, nhưng anh né ra. Trời ơi. Trời ơi, sao để một mình tôi đây vậy? Trời ơi, làm sao tôi làm lại bài quỷ vậy? Trời ơi, ai vậy? Trời ơi, đừng có xả nữa. Trời ơi, đừng có xả. Thầy đỏ tiếp. Có mà trời ơi, có mà. Thầy đỏ tiếp. Trời ơi, tiếp. Tại sao? Ủa? Trời ơi, trời ơi. Trời mà. Trời ơi. Công lý ở đâu? Công lý ở đâu? Xin lỗi thầy. Anh công lý cái này gửi lận. Ở cầu giấy á. Quê. Trời ơi, trong tay đi mai tắm mũi đi. Đá thì gắt chân mày dùm trong tay rồi. Phạt ở đâu? Thẻ đỏ màu cam. Màu xanh. Hai đội súng vô đánh luôn. Màu xanh á. Nó đá đứt em nó dùm tay. Vậy hả? Lê Dương Bảo Lâm. Đó. Tôi mời anh ra sân. Đã quá nhiều lần rồi. Trời ơi. Con thèm thừ hay là linh vật? Thèm thừ lắm. Nói khi đá banh là phải lại đâu cái. Rồi đút tiền vô nè. Đút tiền vô. Tài ơi. Mời anh ra sân. Trời ơi. Thiếu người. Trận mà ra hai lần. Không đủ đội kia có luôn mà. Hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Ôi, anh Tuấn ơi. Kem ngươi. Gấp cửa rồi. Mẹ. Sắp hết giờ rồi. Trọng tài hỗ trợ tôi cái coi. Trời ơi. Còn 30 giây. Ăn luôn. Xuất. Vào. Còn trái, còn trái. Năm, thở. Thở. Còn trái, còn trái. Nó đều vô. Lên. Gì? Ôi là em vô đúng rồi. Yeah. Cái này cũng vừa vô luôn. Anh Giang vừa nói đã đều cho vui.
Tôi nói đá đều cho vui quý đá đều chứ. Vô nè. Mà hợp lệ hợp lệ luôn. Giờ đợi tôi thách đấu đầu kia. Mọi người chạy 5 vòng sân lớn này xong người nghỉ. Thua rồi đâu chị anh. Rồi bây thua giờ tôi xin thống kê lại cái kết quả của trận đấu siêu bóng đá siêu năng lực của chúng ta như sau ha. Đá lại đi chị ơi, tổ chức đá lại đi. Thắng bây giờ có lấy phần thưởng không? Dạ có. Phần thưởng của các bạn là một bữa ăn ngon. Trời ơi. Ngoài ra phần thưởng của các bạn là được luôn ông trọng tài. Thôi khỏi đi. Sướng nha. Chị ơi, đó là hình phạt cay đắng cuộc đời. Phước em. Phần dữ lắm. Tôi xin hiến. Khách mời Võ Tấn Phát của chúng ta ngày hôm nay có vai trò rất là đặc biệt. Đó là đội nào thắng trong mỗi thử thách thì là Võ Tấn Phát sẽ thuộc về đội đó. Có nghĩa là từ bây giờ tới ngày mai luôn. Đúng tôi rồi. Tôi cho phép cúng dường. Phục vụ tụi tôi đi. Nè, mở ra phóng sanh đi đi con. Thôi mà. Trời ơi, sao bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến chỗ ăn trưa nay ha. Rồi, sẽ cho nhau đi. Bắt tay nhau rồi, hay bắt tay bên kia. Hết rồi, bắt. Thôi thua, để bắt cái gì thôi. Thôi mình có ăn được chứ sao vậy? Tinh thần chứ. Mình sắp mày. Cảm ơn ha. Trời ơi. Trọng tài bên đội kia luôn. Trọng tài ngu lắm. Tại không phải ở đây nha. Chơi vợ lắm. Chơi ngu lắm. Trời ơi, trời vẫn còn. Trời ơi. Chơi ngu lắm. Em nữa. Tôi. Mấy đứa mà ngu là phải. Đó, bị hình phạt. Chúng tôi đã cống hiến một trận đá bóng đầy tiếng cười. Đây là chương trình. Hai ngày một đêm tự do, tự do. Vui nghe nó nói hay mưa dòng nắng quá à, cỏ sâu đậu anh em mình còn. Nhắc lại với các cầu thủ, ở trong sân này trọng tài là cha là mẹ, ai cãi trọng tài, tôi có quyền thẻ đỏ. Mẹ, mẹ, mẹ bao la như biển Thái Bình à. Dạc dạc. Ai gọi tôi là mẹ, thẻ đỏ. Mama, mama. Sẵn sàng chưa? Vô. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Ai giao banh trước? Ai giao banh trước? Ai giao banh trước mà bên kia chọn sân rồi mà bên kia chọn sân rồi. Biết hỏi tôi. Bên thành bông lúa. Bên kia chọn sân. Bên kia chọn sân rồi. Bên này trước luôn. Bên lúa. Nhiều quá. Okay. Bên giao lúa giao. Ủa chứ. Coi. Ủa. Hiếu ơi. Chơi rồi đó hả? Để Diễm. Diễm. Chị Diễm đi Diễm. Diễm. Bạn ơi. Bạn ơi. Trời ơi, chị Diễm đã đây. Đây. Trời ơi, Diễm. Hãy nhớ chúng ta có những tiêu mục nha. Wow, cái bánh nó dễ vậy. Linh ơi. Đi theo, đi theo. Gì quay? Trời ơi. Trời ơi. Quay. Dùng xương lực đi. Anh Long không biết đá đâu. Đừng có đá cho tôi.